Đây là văn phòng nhãn khoa Eye Care Optometry, bác sĩ Trêm Trương điều hành, có làm AutoCare, và đây là một cuộc phỏng vấn. Gia đình đã có hai bé làm AutoCare ở đây. Xin trước hết xin anh giới thiệu về gia đình của anh. Tôi tên là Hải Nguyễn, còn đây là con trai tôi là Khải Nguyễn, cháu 13 tuổi. Đây là bé Huỳnh Thục Anh là cháu của tôi, từ Việt Nam qua, cháu 8 tuổi. Vâng, cảm ơn anh. Thì trước khi làm AutoCare đó thì anh có lo mối quan tâm lo lắng gì về AutoCare trước khi không? Tại vì tôi có nghe quảng cáo nhiều nhưng mà tôi không biết là cái phương pháp này nó có work hay không. Tại vì con bé Huỳnh Thục Anh thì một mắt cháu là 4 độ, một mắt là 4.25. Còn con trai tôi là bị loạn, một mắt là 1.5 và 1.75, thì cái quan tâm lớn nhất của gia đình chúng tôi là không biết nó có work hay không. Vâng, rồi sau khi làm AutoCare thì anh thấy bây giờ làm sao? Anh thấy cái mối quan tâm nó có còn là mối quan tâm của anh không? Không, tôi thì sau khi làm một thời gian thì bây giờ hai cháu hoàn toàn không cần phải đeo kính nữa. Và đọc sách, nhìn các cháu nhìn đều rõ hết. Vâng, rồi anh có nói qua cái độ của hai bé rồi, thì coi như bây giờ sau khi làm AutoCare và các bé thấy rõ hết rồi, thì bây giờ anh có thấy là anh có giới thiệu cái phương pháp này với mọi người không? Dạ có, và đặc biệt là cha mẹ của Huỳnh Thục Anh ở Việt Nam thì sẽ thấy nói là sẽ giới thiệu rất nhiều, nói về cái phương pháp này rất nhiều với các bạn ở Việt Nam, và trong gia đình tôi thì cũng có nói nhiều về cái này. Có một bác là chị gái của tôi, thì chị sắp tới có qua đây chơi, cũng có ý định là sẽ làm đến đây làm khám và làm thử. Vâng, cảm ơn anh. Làm sao được anh biết là ở đây có làm AutoCare? Chúng tôi xem trên internet, rồi chúng tôi cũng tìm hiểu nhiều, đọc báo, tại vì cũng có nhiều cái nơi làm, thí dụ như bác sĩ Vương Linh Chi hay một số nơi, nhưng mà chúng tôi xem internet và chúng tôi chọn lựa ở cái văn phòng của bác sĩ Trêm Trương này. Vâng, rất cảm ơn anh đã chọn nơi đây. Và trước khi kết thúc, xin anh có vài ý kiến chia sẻ và đóng góp cho văn phòng ở đây. Anh có ý kiến gì không ạ? Tôi chỉ thấy là ở đây làm thấy có vẻ là làm bác sĩ ở đây là chuyên nghiệp, và mọi người, các nhân viên đều phục vụ đều vui vẻ, đón tiếp rất là vui vẻ. Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn anh Hải, cảm ơn bé Khải và bé Thục Anh, và chúc bé Thục Anh sắp sửa về Việt Nam ha, thì vẫn tiếp tục đeo AutoCare, và coi như là truyền đạt cho các bạn, nếu mà các bạn nào muốn làm AutoCare thì có thể qua đây để làm AutoCare ha. Ok rồi, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn bác sĩ. Vâng.